Kim Dung xin kính chào và cảm ơn quý vị đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ tư ngày 4 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với ông Mo Lay, tham tán thương mại và đầu tư chính phủ Úc tại Việt Nam đến tìm hiểu tiềm năng và cơ hội hợp tác đầu tư. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giới thiệu khái quát tiềm năng thế mạnh cơ chế chính sách của tỉnh Hưng Yên, đặc biệt trong 3 lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp và thương mại. Hưng Yên là tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, đất đai màu mỡ, có nhiều sản vật nông nghiệp ngon như nhãn, vải, bưởi, cây dược liệu. Về lĩnh vực giáo dục, Hưng Yên là tỉnh có truyền thống hiếu học, hiện tỉnh có gần 30 trường đại học, cao đẳng và trung tâm dạy nghề. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn với cương vị của mình, ngài tham tán tiếp tục quan tâm là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Australia nói chung, tỉnh Hưng Yên và Australia nói riêng ngày càng phát triển. Sáng nay ngày 4 tháng 10, tức 20 tháng 8 âm lịch, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến tổ chức khai mạc lễ hội Đền Trần. Đền Trần tọa lạc tại phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Đây là một trong 16 di tích nằm trong quần thể Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Ngôi đền tôn thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, người anh hùng kiệt xuất của dân tộc. Tương truyền, khu vực đền Trần có vị trí chiến lược quan trọng, vì thế Trần Hưng Đạo chọn nơi đây là địa điểm đóng quân trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông ở thế kỷ thứ 13. Sau khi Hưng Đạo Đại Vương mất, nhân dân trong vùng đã xây dựng đền thờ để tưởng nhớ tới công lao to lớn của người và tổ chức lễ hội hàng năm. Lễ hội diễn ra từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 6 tháng 10, tức ngày 20 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 âm lịch. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, vụ việc ngộ độc sau ăn bánh đêm Trung thu tại chung cư Palm 2 là trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt diễn biến phức tạp. Hiện 17 người còn nằm viện vì ngộ độc sau ăn bánh đêm Trung thu. Các chuyên gia đánh giá đây là trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt với diễn biến phức tạp. Về loại thực phẩm gây ra ngộ độc, chuyên gia cho rằng khả năng cao là từ bánh Sukem đã bị nhiễm khuẩn trước đó. Do tất cả trường hợp ngộ độc đều có triệu chứng giống nhau liên quan đến nhiễm khuẩn thức ăn như sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, bạch cầu máu tăng cao. Về tác nhân gây ra nhiễm khuẩn, hiện vẫn phải chờ kết quả phân lập vi khuẩn đang được Viện Vệ sinh Y tế Công cộng TP.HCM xử lý. Hệ thống cảnh báo dông sét vừa được Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và công bố chiều qua mùng 3 tháng 10. Như vậy là từ hôm nay, người dân có thể truy cập vào trang iWeather để theo dõi khu vực nào xảy ra dông sét, từ đó đưa ra quyết định đảm bảo an toàn cho mình và gia đình. Truy cập vào trang web, người dân có thể nhận biết khu vực nào đang và sẽ xảy ra nhiều dông sét, thời gian mức độ vị trí đến cấp huyện và theo thời gian thực. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp hai trường dữ liệu là phân tích dự báo định lượng mưa trước 1 đến 6 giờ và cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Đối với công tác dự báo, hệ thống hỗ trợ giám sát liên tục thông qua các bức ảnh thu nhận được từ vệ tinh quan trắc trái đất, radar thời tiết trong nước, mạng lưới đo mưa và định vị sét trên toàn quốc. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, từ năm 2017 đến 2022, sét đã làm 175 người chết. Những nỗ lực nhằm chấm dứt việc tiêu thụ thịt chó ở Hàn Quốc đang tăng tốc trong bối cảnh các nhà lập pháp nước này đang có sự đồng thuận cao. Theo truyền thông Hàn Quốc, chiến dịch chống tiêu thụ thịt chó nhận được sự chú ý vào cuối tháng 8 vừa qua, khi đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đã bất ngờ đến thăm một cuộc họp báo của một nhóm dân sự kêu gọi chấm dứt thói quen này. Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền sau đó cho biết họ sẽ thúc đẩy dự luật chống buôn bán tiêu thụ thịt chó. Trong một động thái đoàn kết hiếm hoi, Đảng Dân chủ đối lập chính của Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ giải quyết vấn đề này vào cuối năm 2024. Hiện đang có 4 dự luật chờ xử lý kêu gọi cấm tiêu thụ thịt chó tại Hàn Quốc. Tổng cục Hàng không Dân sự Ấn Độ gần đây đã đề xuất cấm phi hành đoàn sử dụng nước hoa do ảnh hưởng tới kết quả xét nghiệm hơi thở dương tính với cồn. Quy định mới này sẽ được lấy ý kiến công chúng cho đến ngày 5 tháng 10. Ngoài rượu, bia, bản hướng dẫn cập nhật của cơ quan này đã cấm một số sản phẩm khác, vốn có thể gây ra kết quả xét nghiệm dương tính khi kiểm tra đo nồng độ cồn trong hơi thở, chẳng hạn như nước súc miệng hay kem đánh răng. Văn bản cũng để rõ, các thành viên trong phi hành đoàn nếu đang dùng những loại thuốc có chứa cồn cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi tham gia các chuyến bay. Mặc dù nước hoa có thể chứa một lượng nhỏ cồn,
Hiện chưa rõ liệu việc sử dụng nước hoa có gây ra kết quả xét nghiệm hơi thở sai lệch, tức hiện tượng dương tính giả hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18:30 chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.